con. Trời ơi, sao hôm nay quán không có ai hết vậy? Đâu, khách ào ào vô, nãy giờ mới đi chứ cô cực chết rồi, đang dọn dẹp nè. Cô Lan rảnh không? Sao con không vụ gì? Tự nhiên hồi nãy á, con nhớ là con đọc ở trên báo hay là con coi trên tivi á, có cái câu gì mà bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy là khác giống gì chung một vàng. Đúng không? Đúng không? Cô này giỏi ghê ta ơi, này biết ca dao tục ngữ Việt Nam nữa hả? Nhưng mà con nghe thôi mà con không có hiểu lắm. Con hình dung nó là cái gì? Giống như là người với người là mình phải biết yêu thương nhau, mình phải biết đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, đúng không cô? Đúng rồi, đó là một cái tương thân tương ái, cũng gọi là truyền thống của người Việt Nam mình với nhau đó con. À, có nghĩa là truyền thống rồi là mình không có thể nào mà đi lệch truyền thống được, đúng không? Đúng rồi, đâu có bỏ qua được người ta. Có thấy người ta khổ là giúp, khổ là mình phải giúp chứ. Vậy nếu mà cô Lan thì con không biết, nếu mà cô Lan gặp người ta khổ cực hay là kiểu mà người ta không có chỗ ăn chỗ ở, cô Lan có giúp đỡ không? Trời đất ơi, sao không giúp mà sao con cứ đi vòng vòng ở ngoại thành không vậy? Con vô luôn trung tâm đi bây giờ, ý con muốn làm sao? Con muốn hỏi cô Lan cái gì? Thì con muốn nói mà con sợ cô Lan không cho quá à. Nói đi, trời đất ơi, chưa nói thì sao biết không cho? Thì con có một người bạn mà trời dễ thương lắm, hiền rồi nhân hậu hay giúp đỡ mọi người lắm. Nhưng mà bây giờ tự nhiên không có nhà ở, trời không có tiền á, khó khăn dữ lắm. Rồi đi vòng vòng nữa, ta nói đi vô thẳng trung tâm đi, đi vòng vòng hoài, bây giờ con muốn làm sao? Dạ thì nói chung là bạn con không có tiền mướn nhà. Mà tại sao không có tiền mướn nhà? Là tại vì mâu thuẫn với gia đình đó, bởi vì khổ lắm. Trời ơi bây giờ hả, dứt dưỡng ngoài đường vậy đó, không biết làm sao bây giờ luôn á. Vô trung tâm đi, đi hoài vậy, đi vòng vo hoài vậy, vô luôn vậy con làm sao? Con muốn cô Lan cho bạn con vợ chúng con. Trời, cái đó đơn giản quá mà. Con chỉ cần vô con nói cô Lan ơi, con muốn một đứa bạn của con về ở chung với con là xong. Sao cô Lan không đồng ý được? Cái chuyện phòng con mướn rồi, đó là quyền của con chứ. Vậy là cô Lan đồng ý đúng không? Trời không ơi, không méo, không méo, nhỏ này hỏi hoài à, mệt ghê. Anh ơi, vô. Cô Lan chó rồi, em xin hỏi vô. Trời ơi. Dạ, con. Hồi nãy giờ đứng ở ngoài có mệt lắm không? Trời ơi. Được vô, cô Lan chờ đó. Con cảm ơn con, dạ. Cảm ơn con. Vô lấy đồ đi. Xí, khoa. Dạ. Tôi cảm giác tôi bị gài. Dạ. Hàng gài. Không có đâu. Đây là cái người bạn mà hồi nãy con nói chuyện hả? Quên giới thiệu. À, con giới thiệu cô Lan. Đây là Phú, người yêu con. Chào cô. Dễ thương quá. Hồi nãy á, là cô nghe con nói chuyện. Dạ. Cô nghĩ trong đầu cô á là một người bạn gái. Sa cơ thất thế, mâu thuẫn gia đình, đưa về phòng của con. Còn bây giờ nó là một thằng đàn ông, là một đứa con trai. Cái chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Hai cái vế nó hoàn toàn khác nhau. Ủa, nhưng mà hồi nãy con nói cô Lan đồng ý rồi chứ bộ. Cô đồng ý là cô đồng ý một đứa con gái, cô không thể nào đồng ý một đứa con trai. Mà... trời ơi, tụi con sao ở chung phòng được? Trời ơi, nhưng mà hồi nãy con đã nói cô Lan rất là rõ ràng rồi, con hỏi cô Lan rõ ràng. Có phải là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống như chung một dạng. Đó, khác giống. Thì này là giống đực, này là giống cái, là hai cái giống khác nhau, là phải chung một vàng, có nghĩa là bây giờ phải cho vô chung một phòng. Trời ơi, con gài cô một cái là với một cái phong cách hết sức là nghệ thuật, hết sức là văn hóa. Cô nói thiệt với con á, nhưng mà không được. Cô khẳng định với con đây là khách giấu chứ không phải khách giống, con hiểu không? Con cùng là giống nòi chung hết á, nhưng mà là khách giấu, mà khách giấu thì không ở chung với nhau được. Ok thôi, bây giờ em đừng có cản cô nữa, cô không chịu thôi, để anh ra ngoài đó anh kiếm cái khách sạn nào ở cũng được. Đây, ngay hẻm con đi ra cái là có cái khách sạn vừa sạch sẽ mà giá cả phải chăng. Đi ra ngoài ở đi, đoạn nhỏ này ở đây. Dạ thôi, chào con đi. Bây giờ anh ráng ở khách sạn nha, có gì lát em ra khách sạn em thăm anh. Con bị điên hả Vy? Dạ. Con vô khách sạn thì cũng y vậy thôi, đến lé cái tụi bay thăm nhau là có thể ở đến đây ngồi uống nước nè, hay là đi đâu đi coi phim được. Đi vô khách sạn thăm cũng y vậy thôi, khùng quá. Không có thăm nom ở khách sạn. Cô cản hoài, bây giờ cô không cho tụi con ở đây thì con phải dắt nhau ra khách sạn thăm nom nhau thôi chứ. Dạ. Không có ra, thăm ở chỗ khác, tuyệt đối không được vô khách sạn thăm, vậy đó. Ăn một miếng nè.
À, ông. Ừ. Em ơi. Ừ? Em nói với cô Lan á là ông ấy cho anh vô đây ở luôn đi. Chứ anh, mỗi lần anh tới chơi anh đi ngang cổ á, cổ cứ lườm anh hoài à. Em biết không, mỗi lần em ngồi, anh ngồi trong cái nhà này nè, anh hoang mang lo sợ lắm chứ bộ. Ăn uống đâu yên đâu, sợ đang nói chuyện cái đùng cái cổ ra. Thương quá à, cô chửi anh á. Thôi có cái gì đâu mà lo, anh không biết gì, cái này là chiến thuật của em bộ. Anh cứ đi vô đi ra hoài hả, cô Lan quen mặt. Rồi nhiều khi á, cô Lan sẽ quên luôn cái chuyện là anh không phải ở đây, hiểu không? Tự nhiên một ngày nào đó anh dọn vô, bây giờ mình phải chơi cái kế. Hôm nay 10 giờ anh về. Đó, ngày mai 11 giờ anh về. Ngày mốt 12 giờ anh về. Xong rồi 12 rưỡi xong rồi. Có lý, có lý, có lý, có lý. Đúc miếng đó. Trời ơi, nói nghe ngon. Cái món miếng ngon dễ sợ luôn á. Dám đâu, mà nhìn ngon, dễ em đúc. Đó, thì đó, ngon. Ai miếng nhỏ, miếng nhỏ. Miếng nhỏ, miếng nhỏ. Miếng nhỏ. Thực sự mà nói nha, tuổi trẻ bây giờ dễ sợ quá. Đúc qua đúc lại ha, đi vô nhà người ta không hỏi ha. Cái nhà này nhà có chủ mà, đâu phải là chết chủ đâu, đâu phải nhà quan chết chủ đâu, đúng không? Sao mà làm cái chuyện gì mà lạ lùng vậy hả? Bởi vậy á, mẹ của con á lúc nào cũng vậy, mỗi một ngày điện thoại về cho cô 4-5 lần, làm ơn làm phước chằn chằn nói giùm tôi, để mắt nói giùm tôi thế này thế nọ thế kia, thì cô bực dễ sợ luôn vậy đó. Ủa sao kỳ vậy? Thí dụ mà mẹ con muốn nói cái gì với con á thì mẹ con cứ nói với con thôi. Tại sao cứ phải thông qua cô Lan để làm gì, rồi kêu cô Lan theo dõi con nữa, kỳ quá à. Đúng rồi đó. Vì à, mẹ con không thể điện thoại cho con được là bởi vì con đâu có thời gian đâu mà con nghe điện thoại của mẹ con. Thời gian của con á là để con á suy nghĩ ra những chiêu trò, con suy nghĩ tìm cách để qua mặt cô, để mà làm cho cô bị sập bẫy, ví dụ vậy. Trời ơi, bữa nay 10 giờ, ngày mai 11 giờ, ngày mốt à 12 giờ sau đó là qua đêm. Tại sao vậy? Tại sao con nít bây giờ nó dễ sợ như vậy? Hả? Mà tại sao lại có những cái đứa con trai mà có thể mà đồng lõa với những cái suy nghĩ non nớt của những đứa con gái ngoan ngoãn như thế này? Nè, cô nói nè, nếu mà tiếp tục như thế này nữa ha, cô mà cảm thấy cô bất lực ha, cô sẽ chính thức cô nói với mẹ con. Và lúc đó mẹ con đã nói với cô như vậy nè: khi cô buông, cô không chịu nổi nữa thì mẹ con sẽ bay về đây và chính thức hốt con qua bển trở lại. Trời ơi, vô lý quá à. Con ở đây hả, con hơn 18 tuổi rồi, con được quyền quyết định cuộc sống của con mà không có cần người lớn can thiệp. Cô với mẹ con mà như vậy hả, là đang rớt vô cái tội là gì ta, xâm phạm quyền tự do cá nhân á. Trời ơi, cái đó con xài đâu nước ngoài á, đừng xài ở đây. Khoan đã, nếu như cô Lan nói đúng á, có nghĩa là em qua Mỹ nữa hả? Không được, trời ơi. Gì đó. Em không có muốn anh bị sơ gan đâu. Cô yên tâm, con sẽ không về Mỹ đâu. Đừng mà Vy Vy, nói thiệt với em á. Không, anh không có trả anh cho trả em đâu. Trả cái vali lại cho em. Không, anh nói thiệt, anh đã phân tích nói cạn lời với em luôn. Bây giờ em đi ra ngoài nguy hiểm lắm. Không được. Vy, cô nói nè, con mà như vậy đó, rồi mẹ con điện thoại cho cô, rồi cô trả lời với mẹ con làm sao đây? Thì cô cứ nói là con đi bụi rồi đi. Ông mà không được thì cô cứ nói là bây giờ hả, con bỏ đi rồi, con không có còn ở đây nữa, con lớn rồi và con phải tự chịu trách nhiệm với lại cuộc sống của con. Mọi người không cần phải lo lắng cho con nữa. Em còn nhỏ người non dại, bây giờ em bước ra ngoài một mình một thân với em, người ta lừa gạt em thì làm sao mà được. Em đâu có đi một mình đâu. Anh kia nói vậy là sao? Ý anh nói là tôi lừa gạt Vy Vy á hả? Vy Vy, em có tin vào tình yêu của anh dành cho em không? Dạ có, em tin. Mấy người thấy chưa? Thôi, cô cạn lời với con rồi ha. Còn cái chuyện con nghe hay không đó là chuyện của con. Nhưng mà mọi người phải ủng hộ mình chứ. Kể từ giây phút này trở đi, anh cũng sẽ không nói thêm bất kỳ một lời nào với em nữa. Mọi thứ em làm ra, em tự chịu trách nhiệm. Sao mọi người căng thẳng quá vậy? Nhưng mọi thứ làm trách nhiệm. Tự nhiên á, cái này là cuộc sống của mình. Sao mà mình hả cứ phải phụ thuộc cho người khác? Mình phải nghe những cái lời bàn ra tán vô của người khác. Tụi mình là tình yêu của tụi mình thôi. Em biết không, tình yêu của anh với em á, nó bất diệt lắm. Em nghĩ đi, khi mà hai chúng ta về ở chung một nhà, rồi hàng ngày, mỗi buổi sáng tinh mơ, anh sẽ tự tay của anh nấu ra những món ăn thật ngon. Em không cần phải đi đánh răng rửa mặt gì hết. Em chỉ cần nằm yên một chỗ đó. Anh đem lên tới cho em luôn hả? Lên hết cho em. Trời ơi, em giống như công chúa vậy đó. Gì vậy? Hoàng thượng gọi.
em coi hoàng tử của em trả lời nè. Alo, sao ba? Con đã nói con lớn rồi, ba đừng có dạy những cái điều đó với con. Con không có về đâu, con nói con bỏ đi là con bỏ đi. Ba nói sao? Ba có thể nói lại một lần nữa cho con nghe được không? Dạ, con về liền. Gì vậy? Em ơi, anh được về nhà rồi. Ủa là sao? Bữa giờ ba anh đuổi anh đi nè. Anh bị đuổi đi, chứ không phải là anh bỏ nhà anh đi, em hiểu không? Giờ ba cho anh về rồi. Thôi bây giờ không ấy, anh về nhà nha. Em ở đây đi, ở đây đi, đừng đi đâu hết nha. Anh về trước á, anh về nha. Ủa? Trời ơi, thì là mình bị bỏ rơi rồi hả? Cứ tưởng là người ta dạy gái, à dạ mình mới là dạy trai rồi. Dù sao cô là mẹ mà.